Mình xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì mình đang chạy lưới B40 khổ 1m8 dây 3 ly cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Máy lưới B40 của mình đó cả nhà thì nó cũng hơi cũ rồi, cũng mười mấy năm này cả nhà, nhưng mà được con cái chạy rất là chỉnh và đẹp nha cả nhà. Cả nhà dòm hai cái đầu sắn mà của máy lưới mình chạy nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Rất là đều luôn, sắn rất là đẹp. Bên đây cũng vậy nè, rất là tuyệt vời. Tuy cũ kỹ nhưng mà em nó chạy rất là bền bỉ nha cả nhà. Nói chung chạy lưới này cũng rất là dễ nha cả nhà, nhưng mà quan trọng ở chỗ là mình chạy mình phải hiểu máy nè. Cả nhà thấy mình chỉnh những cái đầu sắn không, khắc sát không, nó khó bị xúc ra lắm nha cả nhà. Cả nhà thấy không, những đầu sắn. Nói chung lưới bên công ty của mình sản xuất ra thì cả nhà hãy an tâm về những cái đầu lưới nha, nó sắn rất là đẹp luôn, không bao giờ bị ruột nha cả nhà. Cả nhà tháo ra cũng khó nữa. Nói chung thì do mình chạy lâu, kinh nghiệm, mình mới chỉnh được những cái đầu sắn đẹp như vậy nha cả nhà. Cả nhà để ý những cái cuộn lưới mà cả nhà mua thì cái đầu sắn không có đều, ít khi nào đẹp bằng cái đầu sắn của mình chạy lắm nha cả nhà. Rất là đơn giản. Thank you.
nói chung chỉnh những cái đầu lưới để bằng đẹp như vậy nè, rất là đơn giản thôi cả nhà. Mình thì mình chỉnh bằng hai cái be này thôi cả nhà, mình chỉnh bằng hai cái be này, với lại mình chỉnh sao mà khi dây vô hai cái cọng dây mình sắn vô nè, cái dao nó nằm xéo xéo chút xíu thì hai cái đầu dây của mình đó, nó cắt nó mới bằng mới đẹp như cả nhà. Thì mình chạy nếu mà cái cọng trên, thường cái máy của mình nó cọng trên đó, là nó nằm ở đó, nếu mà cái cọng trên nó dài hơn thì cả nhà ép nó xuống một chút, nó sắn lại một chút rồi nó cái đầu nó sẽ ngắn lại. Còn ở bên đây cũng vậy, thì cả nhà chạy quen cả nhà biết cách chỉnh, chứ cả nhà đừng có chỉnh ở trong máy này, chỉnh trong máy chạy sẽ không chỉnh mà không có chuẩn bằng hai cái be nha cả nhà. Nè cả nhà thấy không, mình chạy nè, nói chung là mình chạy lúc nào cũng vậy, hai cái đầu sắn là phải thắt chặt, đầu dây phải bằng đẹp. Cách chỉnh rất là đơn giản rồi cả nhà. Cả nhà thấy không? Hai cái đầu xoắn rất là đẹp luôn. Nói chung thì có rất nhiều anh em á cả nhà chạy rất là giỏi nha, giỏi hơn mình đó. Nhưng mà đối với mình thì mình quan trọng nhất là hai cái đầu sắn lưới nè. Mấy anh em chạy ăn sản phẩm một ngày chạy rất là nhiều luôn, nhưng mà đối với mình làm ra một sản phẩm lưới B40 là đối với mình là phải hai cái đầu phải đẹp, hai cái đầu sắn phải đều đẹp, thắt phải sát chặt. Là cả nhà tháo là rất là khó luôn, cái xích thắt rất là chắc luôn. Rồi mình cũng chia sẻ chút ít kinh nghiệm
về nghề chạy lưới biển mưa nha cả nhà, hãy xem video ủng hộ mình nha cả nhà.